Hello anh em, chào mừng em đến như quay trở lại kênh của mình Khương Kaler đây. Tiếp theo với sơ ghi sinh tồn xếp hạng nha anh em. Thì đây là hành trình là leo cao thủ của mình. Vẫn đang ở mức ranh quyền thoại 5 sao nha anh em. Trận này khá là căng thẳng. Mình giết cũng như là hỗ trợ tận 20 kill anh em à. Khá là căng luôn. Thì ok, trước khi vào video thì anh em nhớ kéo xuống giúp xin một like nha. Trên đăng ký kênh ủng hộ mình, chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh em mình chiến thôi. A few moments later. Tức là lờ yếu mà bò ý thầy không nổi keo hai keo đốc một Thank you.
300. Có thằng đứng bên nhà gỗ, thằng bắn bên nhà gỗ đó. Hay là thằng bên nhà gỗ nó chạy một lần. Ngoài kia. Nó vô rồi. Ê, sau lưng. Không ngất nè. Trời cũng có kìa, cổng trời cũng có mấy kìa. Trời nguy hiểm mà. Ba thằng luôn hả?